Cảm ơn các bạn đã tham dự hội thảo trực tuyến của Fonius. Chủ đề của buổi hội thảo hôm nay là giải pháp liên độc lập Micro Grid Solution của Fonius. Trước tiên tôi xin phép được giới thiệu một số thông tin chung để chúng ta cùng trao đổi. Tôi là Hùng, đại diện của Fonius tại Việt Nam. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong hoặc sau buổi hội thảo này thì xin vui lòng sử dụng chức năng trò chuyện trong phần mềm GoToWebinar và tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trực tiếp hoặc là có thể là qua email để sau buổi trình bày. Địa chỉ email thì đã có ở trên slide, các bạn có thể ghi lại. Và sau khi kết thúc bài trình bày này thì tôi cũng sẽ gửi email của cái file trình bày cho các bạn để các bạn có tài liệu để tiện tham khảo sau này. Nội dung chính của buổi chương trình hội thảo ngày hôm nay là như sau. Tôi sẽ giới thiệu về giải pháp điện mặt trời độc lập của Fonius, là một giải pháp mà ưu tiên là cung cấp điện cho vùng hẻo lánh, biên giới và hải đảo. Sau đó thì tôi sẽ giới thiệu về chi tiết về giải pháp cũng như là các thiết bị cần thiết để cấu thành và cách thức để mà có thể làm commissioning cho hệ thống vận hành. Cuối cùng là sẽ có một số cái tổng hợp để mà các bạn có thể tiện triển khai sau này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về nhu cầu là tại sao chúng ta lại cần cái giải pháp hệ thống điện mặt trời độc lập. Vấn đề là ở chỗ là chúng ta đang đối mặt với nhu cầu cao hơn về điện ở các vùng sâu, vùng xa và hải đảo, ở nơi mà chưa có điện lưới quốc gia hoặc là có nhưng mà không ổn định, không đủ công suất. Mặt khác thì nhu cầu sử dụng điện ngày nay thì ngày càng gia tăng do sức ép của phát triển kinh tế cho chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, làm nước đá cho đánh bắt thủy hải sản, rồi thì các resort. Chúng ta cũng có thể thấy những ví dụ điển hình ở các đảo nhỏ thì đa phần là sử dụng máy phát điện điện diesel chạy buổi tối có 3 tiếng thôi, khoảng từ 18 giờ đến 21 giờ để phát lên lưới điện hạ thế 0,4 cung cấp trực tiếp cho các hộ dân. Chúng ta cũng thấy có một số đảo thì đã trang bị hệ thống máy phát kết hợp với ắc quy lưu trữ và có cả hệ thống line hybrid. Đồng thời thì chúng ta cũng thấy là cái nhu cầu về cấp điện chất lượng cao và ổn định ở các resort ở vùng ven biển, nơi mà lưới điện khu vực thực sự chưa ổn định, thậm chí chưa có. Và cũng là xu hướng về xanh và sạch và dùng lưới điện độc lập ổn định thì các resort cũng có yêu cầu cao về các hệ thống điện như vậy. Ở Việt Nam chúng ta thì có tiềm năng rất lớn về năng lượng mặt trời, trung bình khoảng 5 kWh trên mét vuông mỗi ngày, tức là tính ra khoảng tầm cỡ 1.825 kWh trên mét vuông mỗi năm. Thì tuy nhiên thì cái việc mà lựa chọn đưa thêm nguồn điện mặt trời vào ấy thì lại phụ thuộc vào cái vị trí địa lý nữa. Có nghĩa là các cái khu vực mà nằm trong có bức xạ mặt trời tốt chẳng hạn, và rồi thì những khu vực mà có số giờ điện mặt trời đảm bảo cho sản lượng tốt. Thế thì với những cái lợi thế hiện nay là hệ thống giá của hệ thống PV đang giảm và có thể so sánh được ở mức thấp thì là điện mặt trời sẽ là một ưu thế rẻ hơn và xu hướng là chúng ta có thể tích trữ để mà sử dụng một cách độc lập. Đặc biệt là cung cấp vào khi mà sử dụng trời tối, khi mà không ánh mặt trời. Thế thì cái giải pháp về lưới điện độc lập kết hợp với năng lượng mặt trời và bộ lưu trữ thì là một giải pháp rất là có ưu thế và khả thi, đặc biệt là trong tương lai khi mà giá các bộ lưu trữ ngày càng giảm, sẽ cho cái thời gian hoàn vốn ngắn, đồng thời lại bảo đảm được chất lượng cung cấp điện tốt hơn cũng như an ninh năng lượng. Thì qua những cái phân tích vừa rồi về nhu cầu thì là tôi giới thiệu về giải pháp điện mặt trời của độc lập của Fonius, thì là có hai danh mục giải pháp điện mặt trời độc lập của Fonius. Thứ nhất là giải pháp về điện mặt trời về máy phát, có nghĩa là công suất lớn tầm khoảng độ trên 100 kW trở lên là nên khuyến nghị là nên dùng kết hợp với máy phát. Còn đối với cả những lưới điện độc lập thì chúng ta có thể là dùng giải pháp điện độc lập kết hợp với cả hệ thống lưu trữ. Thì với sự như là tương thích với tất cả các dòng sản phẩm của Fonius rồi thì với các tính năng dễ dàng thì bạn đọc trên slide thì tôi xin phép đi sang slide tiếp theo. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nói qua một chút để về cái giải pháp tổ hợp lưới điện độc lập kết hợp với điện mặt trời cơ bản. Thì trong một hệ thống điện độc lập cơ bản thì sẽ gồm các thành phần. Thứ nhất là sẽ có bộ sạc và biến đổi điện, sẽ có bộ lưu trữ và có hệ thống biến tần điện mặt trời hòa lưới, có và kết hợp được với cả hệ thống lưu trữ cũng như là kết hợp được với cả hệ thống máy phát.
Thì đối với cả hệ thống của microgrid thì là nguồn AC thì hoàn toàn có thể là cung cấp được từ bộ đổi nguồn AC. AC lấy từ qua hệ thống cung cấp từ pin mặt trời đưa về. Ngoài ra thì có thể là cung cấp cho hệ thống sạc lưu trữ. Máy phát trong hệ thống này thì là chỉ có giá trị như là nguồn dự phòng hoặc là lưới địa phương cũng vậy, chỉ là nguồn dự phòng cấp thêm cho thôi. Thế còn trong hệ thống thứ hai là hệ thống điện mặt trời kết hợp với cả máy phát, thì máy phát sẽ là nguồn cấp nguồn chính và sau đó thì là sẽ làm tạo tạo lưới nền, còn lại thì là sẽ là điện mặt trời đưa vào. Thì cả hai giải pháp này thì đều có những ưu và nhược điểm riêng và đều nhằm tối giảm về chi phí cũng như là bảo vệ an toàn môi trường. Thì trước khi sang giải pháp về microgrid, tôi xin trình bày nhanh một chút về hệ thống điện mặt trời máy phát PV genset để mọi người tiện so sánh hai giải pháp. Thứ nhất thì là đối với cả giải pháp PV genset của Fornius thì là trong như lúc nãy đã trình bày thì trong hệ thống điện cục bộ thì có thể có sẵn nguồn AC cung cấp. Thì nguồn AC này là có thể là bởi máy phát và điện mặt trời có thể hóa lưới bổ sung vào nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu chi phí và phát thải môi trường. Nói chung thì là điện mặt trời với máy phát ấy, thì có thể hoạt động song song với cả lưới điện hoặc là vận hành độc lập với cả lưới điện và dùng chính là từ nguồn chính cấp phát từ máy phát đưa ra. Và thông thường thì là máy phát diesel sẽ ứng dụng cho cấp nguồn chính lưới điện cục bộ từ cỡ trung cho đến cỡ lớn từ 100 kVA cho tới MVA mega volt ampere. Thì sự khác biệt ở đây nó chỉ là ở chỗ là cái nguồn cấp sẽ được lấy từ máy phát đưa lên và sẽ đưa ra, và còn lại thì là sẽ lấy nguồn cấp từ hệ thống PV đưa trở về để cấp điện cho tải sử dụng cho các khu dân cư. Thì đây là một cấu hình cơ bản của một hệ thống PV genset điện mặt trời máy phát đơn giản. Thì sẽ có bao giờ sẽ gồm có đương nhiên là máy phát, có hệ thống biến tần hóa lưới và có thể là hóa lưới hoặc là có thể hóa lưới luôn thông qua cái bộ chuyển đổi contactor ở đây. Thì ở đây nó có một cái bộ số 2 này các bạn để ý này, chính là bộ PV controller, chính là cái bộ mà gọi là điều khiển cái điện mặt trời. Mục đích của cái bộ này chính là bảo vệ để chống cái công suất ngược trả về máy phát khi mà tải sụt giảm, thì nó sẽ điều khiển cho hệ thống biến tần hóa lưới là sẽ giảm công suất nhanh nhất trong vòng vài giây về không. Và như vậy là chống công suất trả ngược về để bảo vệ máy phát mà vẫn phù hợp với cả tải sử dụng. Bây giờ tôi sẽ quay sang về cái tổ chủ đề chính ngày hôm nay, chính là tổ hợp về lưới độc lập microgrid. Thì như lúc nãy đã trình bày thì bây giờ là đối với cả hệ thống điện mặt trời mà có sử dụng hệ thống tổ hợp độc lập này thì sẽ có kết cấu sẽ là có gồm có là hệ thống sạc cũng như là biến đổi điện, hệ thống để mà điều khiển điện DC cho cái hệ thống sạc biến đổi điện và đương nhiên là biến tần hóa lưới. Thì đối trong microgrid thì nguồn AC là có thể cung cấp từ biến tần của hệ thống PV đưa về hoặc là từ bộ chuyển đổi điện lấy từ hệ thống tích năng đưa hệ thống bình ắc quy tích năng đưa lên. Thế đồng thời thì một phần của hệ thống PV cũng có thể được tách riêng để đưa qua bộ sạc vào bộ lưu trữ điện như ắc quy pin nhiên liệu để bổ sung và cấp điện. Và máy phát trong hệ thống này thì sẽ chỉ vận hành như là một nguồn dự phòng khi mà không có đủ điện từ bình ắc quy hoặc là không nhu cầu của tải cần bổ sung. Thì tôi sẽ đi vào từng cái bước các cái cách thức tổ hợp đối với cả hệ thống điện độc lập. Có cách thức tổ hợp thứ nhất là tổ hợp DC, có nghĩa là ở đây là chúng ta ở đây thì là chúng ta sẽ sử dụng một bộ sạc năng lượng để mà sạc trực tiếp từ tấm pin mặt trời cho ắc quy và sau đó thì là dùng một bộ chuyển đổi điện AC-DC để mà cung cấp cho tải sử dụng. Đây là hệ thống cơ bản mà chúng ta vẫn thường thấy đối với một hệ độc lập bình thường. Đối với hệ thứ hai là hệ tổ hợp kết hợp là gồm có tổ hợp AC, có nghĩa là ở đây thì là năng lượng để mà sạc cho ắc quy sẽ lấy trực tiếp từ hệ thống biến tần điện mặt trời đưa về sạc cho ắc quy. Ngoài ra thì là còn có thêm một nguồn bổ sung là nguồn máy phát
cũng để sạc cho hệ thống ắc quy khi mà sạc hệ thống ắc quy năng lượng từ từ năng lượng mặt trời không cấp đủ, và tất cả chỉ nhằm phục vụ mục đích là gì, phục vụ cung cấp cho tải. Và đương nhiên là máy phát ở đây sẽ chỉ vận hành như chế độ nguồn dự phòng. Sang một tổ hợp thứ ba là tổ hợp mà khá phổ biến, đấy chính là tổ hợp mà về AC và DC, thì là sự kết hợp giữa tổ hợp AC và tổ hợp DC trước đây đã trình bày, gồm có là phần điện mặt trời sẽ sạc trực tiếp cho ắc quy, và đồng thời là qua biến tần hòa lưới cũng có thể đưa về sạc cho ắc quy và cung cấp trực tiếp cho tải sử dụng. Chúng ta có thêm máy phát để làm nguồn dự phòng cho hệ thống. Vậy thì giải pháp của Fornius đối với cả hệ thống lưới điện độc lập là gì? Đó là sẽ là kết hợp tất cả các ưu điểm của các cái cách thức kết hợp mà vừa trình bày ở trên. Đối với cả giải pháp microgrid của Fornius thì ở đây chúng ta có thể nhận thấy rằng là một tổ hợp kết hợp gồm có, thứ nhất là lấy điện, ưu tiên là sẽ lấy điện từ hệ thống điện mặt trời đưa về để sạc hệ thống ắc quy và để cung cấp cho tải sử dụng. Ngoài ra thì hoàn toàn là có thể kết hợp đối với cả điện lưới địa phương đưa về để cung cấp thêm cho tải sử dụng và để sạc ắc quy, và ngoài ra cũng kết hợp được với cả nguồn dự phòng từ máy phát diesel đưa về. Thì như vậy sẽ đảm bảo hệ thống này có một ưu điểm rất lớn, đấy là có thể đảm bảo là hoàn toàn là độc lập đối với cả lưới điện, nghĩa là luôn luôn là có sẵn sàng nguồn năng lượng để cung cấp cho tải sử dụng. Thế còn ở đây đã có tóm tắt một chút về các cái cấu hình thực của hệ thống, ví dụ như là ở đây có giới thiệu rằng là dùng hệ thống sạc đổi điện AC của hãng Victron, bởi vì là biến tần của Fornius đã có một cái thiết lập đặc biệt là chế độ microgrid, là có bắt tay hoạt động được với cả phần mềm thiết lập sẵn của Victron, và biến tần ở đây sẽ làm nhiệm vụ là cung cấp nhiều nhất năng lượng cho biến tần điện mặt trời ấy, cung cấp nhiều nhất năng lượng cho sử dụng của tải sử dụng cũng như là để sạc hệ thống ắc quy. Chúng ta sẽ xem các cái dòng chảy năng lượng trong hệ thống sẽ như thế nào trong từng trường hợp. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy ở đây là khi mà có mặt trời, đương nhiên là sẽ như tôi vừa trình bày là sẽ tối ưu là lấy các năng lượng từ điện mặt trời đưa về để sạc ắc quy và cung cấp cho tải sử dụng. Trong trường hợp mà năng lượng từ điện mặt trời không đủ thì là hệ thống bộ biến đổi sạc AC/DC sẽ đưa điện lưu trữ từ bình ắc quy đưa lên bổ sung để cung cấp cho tải sử dụng, nhờ cái sự tối ưu tương tác giữa cái biến tần điện mặt trời và biến tần AC/DC cung cấp cho nguồn sạc và ắc quy ở đây, thì là chúng là hệ thống là hoạt động là hoàn toàn rất là trơn tru. Thế và như vậy thì khi mà bình ắc quy sạc đầy thì chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là sẽ phải tự động giảm công suất của biến tần điện mặt trời xuống, bởi vì biến tần ở đây thực chất là biến tần hòa lưới, có nghĩa là nó chỉ làm nhiệm vụ là nó đẩy ra công suất càng lớn, tức là cái công suất mà lớn nhất có thể vào hệ thống. Chính vì vậy là nó cần thiết phải được điều khiển. Và biến tần hòa lưới của Fornius do chỉ có chức năng đặc biệt là microgrid kết hợp với cả Victron, cho nên là hoàn toàn có thể điều khiển là suy giảm công suất của cái phát của điện mặt trời để phù hợp với cả tải sử dụng khi mà bình ắc quy đã đầy. Thế thì để làm được việc đó thì biến tần điện mặt trời của Fornius là sử dụng cái việc là điều khiển giảm công suất theo tần số, có nghĩa là khi mà bộ ắc quy được nạp đầy thì bộ inverter charger sẽ tự động tăng tần số AC lên, và theo tần số của AC tăng thì là công suất phát của PV inverter sẽ giảm. Ở đây có hai cái đồ thị, các bạn có thể thấy là ở mức 50 và 53 Hz, thì ở mức khi mà sạc đến mức 90% của hệ thống ắc quy thì tần số đầu ra sẽ của bộ inverter charger sẽ được tăng dần 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 lên đến mức 53 Hz, để mà đảm bảo khi đến mức 53 Hz thì là bộ ắc quy sạc đầy và biến tần sẽ theo cái tần số nhờ chức năng microgrid, và khi mà phát hiện ra tần số bắt đầu có sự thay đổi tăng trên 50 Hz thì bắt đầu từ 51 Hz cho đến 52,8 Hz, các bạn sẽ thấy ở đây là chỉ có một Hz thay đổi thôi thì là công suất đã giảm bớt công suất xuống 60% rồi. Đây, các bạn có thể nhìn trên hình chuyển động để các bạn có thể thấy là cái sự tương thích vận hành giữa cái bộ inverter charger và biến tần hòa lưới khi mà nạp ắc quy đã chuyển sang đến mức 90% và đến mức 100% đầy tải.
Giải pháp kết hợp giữa hãng Victron và Fonius ở đây thì các bạn có thể thấy ở đây là các giải sản phẩm của Fonius tương thích và sản phẩm của hãng Victron. Thì thứ nhất là Fonius và Victron là một đối tác chiến lược phát triển. Tại sao tôi nhấn mạnh điều này? Bởi vì là hai hãng là có một sự kết hợp với nhau cùng nghiên cứu phát triển, sau đó thì cái phần mềm điều khiển cũng như là các chức năng điều khiển tương thích giữa hai hãng là hoàn toàn phù hợp, đảm bảo vận hành an toàn lâu dài. Thì về mặt tương thích kỹ thuật thì Fonius sẽ có chức năng là setup lại MG 50 và MG 60. Thực chất ở Việt Nam mình thì chỉ cần dùng MG 50 thôi, tức là microgrid 50 Hz. Thế còn hãng Victron thì là sẽ thiết lập cái hệ thống vận hành nó gọi là Color Control GX, thì cũng tương tự như vậy là sẽ có thiết lập các cái chức năng điều khiển giám sát điện áp, ví dụ như là từ lưới đưa về từ hệ thống PV Power cung cấp, cũng như là tải AC sử dụng, cũng như là hệ thống lưu trữ hiện có. Thì các bạn có thể xem thêm về cái phần mà đấu nối AC giữa Fonius và Victron ở địa chỉ đường link ở dưới đây. Thì khi mà chúng tôi gửi cho bạn cái file buổi trình bày này, các bạn có thể ấn vào đường link này để mà xem chi tiết hơn về cái giải pháp kết hợp như thế nào giữa hai hãng. Tôi giới thiệu về, đương nhiên là khi chúng ta có hệ thống thì chúng ta sẽ muốn giám sát nó. Thì tôi xin phép giới thiệu về hệ thống giám sát trực tuyến. Thứ nhất là hệ thống biến tần hóa lưới của Fonius thì là luôn luôn là có sẵn cả wifi data manager ở trong và đảm bảo được có kết nối được qua TCP/IP để mà đưa và truyền dữ liệu. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là truy xuất vào trong cái phần card data logger này và khai báo kết nối đối với cả router. Đối với cả router ở đây thì là khi mà hai cái cùng chung một mạng wireless LAN hoặc là cùng một mạng LAN thì là cùng nhận địa chỉ IP và cả hai thiết bị là hoàn toàn có thể kết hợp để nối với nhau. Thì đối với cả bên sản phẩm của Victron thì là sẽ có cổng gọi là Victron VIM Portal, là khi chúng ta truy xuất địa chỉ IP vào đây thì là chúng ta có thể thiết lập được các cái cài đặt các cái thông số của hệ thống. Cũng tương tự như vậy thì là đối với cả Fonius thì vào trong Fonius Solar Web chúng ta cũng hoàn toàn có thể là theo dõi được toàn bộ hệ thống vận hành, đường đi dòng chảy của luồng năng lượng cũng như là các cái phân tích chi tiết về hệ thống, về tải sử dụng. Đây là giao diện điều khiển của Victron, thì các bạn có thấy là giao diện rất trực quan, rất là rõ ràng, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy ngay được công suất của tải đưa AC đưa về, công suất của tải ATC tiêu thụ, cũng như là công suất của PV Power đưa về. Ngoài ra thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể xem chi tiết hơn về từng các cái thành phần trong hệ thống, về dòng áp chi tiết thì các bạn thấy như đây, ví dụ bộ SIMO chẳng hạn, các bạn hoàn toàn từ trên Victron đọc hết toàn bộ dữ liệu từ con SIMO hóa lưới của Fonius ở đây về điện áp 3 pha. Đối với cả cài đặt của Victron thì cũng rất là đơn giản, các bạn có thể xem ở hướng dẫn menu. Tuy nhiên đây tôi muốn nhấn mạnh một cái điểm cài đặt ở Victron như nội chúng ta trình bày, đấy là cái bộ inverter charger nó sẽ phải gọi là điều khiển cho cái việc nạp xả và nó sẽ phải đưa ra cái tần số biến đổi từ 50 Hz cho đến 53 Hz để báo cho biến tần rằng là cái bộ sạc đã đầy để biến tần giảm công suất xuống. Thì ở đây ở trong chúng ta truy cập vào trong tính năng của Victron, chúng ta chọn phần ESS Energy Storage System và chúng ta sẽ điền các cái thông số tần số vào đây để có thể là thiết lập kết nối đối phù hợp với biến tần chúng ta. Ở đây tôi để 50 Hz và 53 Hz là phù hợp với cả Việt Nam. Thế còn trong trường hợp mà ở những nước mà dùng tần số 60 Hz thì con số nó sẽ thay đổi tương tự. Ngoài ra thì cái việc mà kết nối giữa biến tần và Victron cũng của bộ inverter charger Victron cũng rất là đơn giản. Khi mà chúng ta vào trong giao diện của Victron, chúng ta chỉ cần bấm và quét để tìm cái biến tần PV kết nối thì là sẽ hiện ra danh mục tất cả các thiết bị đang kết nối cuối cùng trong một mạng LAN với nhau. Và ở đây chúng ta sẽ chọn Fonius SIMO, ví dụ như vậy là con biến tần hóa lưới có kết hợp. Và khi chúng ta bấm kết nối, chúng ta thấy được cả địa chỉ IP rồi thì cả product ID của con SIMO kết nối. Nếu mà chúng ta đi sâu vào nữa thì là chúng ta có thể đọc được tất cả thông số của con SIMO kết nối đến hệ thống của Victron. Điều đó đảm bảo là cho hai hệ thống kết nối với nhau hoàn toàn về mặt trao đổi dữ liệu cũng như là phối hợp
điều khiển và vận hành toàn bộ hệ thống. Như vậy thì để triển khai và thiết kế thì là chúng ta sẽ cần các cái bước để triển khai cho hệ thống. Thứ nhất là chúng ta cần phải thực hiện đấu nối, kéo dài cáp và đấu nối cáp, đấu nối tất cả thiết bị trong thành phần với nhau. Thứ hai là chúng ta sẽ đưa ra các cái cấu hình của hệ thống cho phù hợp, hệ thống inverter structure phù hợp. Ở đây ví dụ như cấu hình của Victron chẳng hạn thì sẽ gồm có một bộ gọi là inverter structure, rồi thì hệ thống ắc quy lưu trữ. Bước thứ ba thì chúng ta sẽ các bước cài đặt vận hành. Thì ở đây phương án giải pháp lựa chọn chúng ta là kết hợp giữa phần cấu hình của AC, AC coupling đối với cả biến tần của Fronius, và đối với cả hệ thống của Victron thì cũng có một cái phần mềm cài đặt gọi là PV Assistant, có nghĩa là hỗ trợ cài đặt. Thì khi mà chúng ta chạy 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 cái PV Assistant đấy lên thì nó giống như là các bước gọi là giúp đỡ, nó sẽ hiện lên từng bước và chúng ta có thể điền các thông số và cài đặt cũng như nhận diện các thiết bị để kết hợp lại thành hệ thống. Tương tự như vậy thì đối với cả biến tần hóa lưới của Fronius thì cũng đã khá quen thuộc với các bạn, thì chúng ta cũng chui vào trong phần setup của con biến tần, và sau đó cũng rất đơn giản thôi, là chúng ta chỉ lựa chọn cái phần vận hành là lựa chọn là microgrid là MG50, và sau đó là chúng ta sẽ làm cái phần commission các cái hệ thống của biến tần hóa lưới của Fronius để cho đặt các thông số phù hợp vận hành. Để mà thiết kế hệ thống thì Fornius nhấn mạnh cái nguyên tắc thiết kế. Thứ nhất là chúng ta cần tính toán chính xác. Rule, cái luật ở đây là 11. 11 là gì? Thứ nhất là công suất đỉnh của cái hệ thống biến tần điện mặt trời ấy, công suất cực đại ấy, của hệ thống PV thì sẽ không vượt quá công suất cực đại của bộ inverter charger. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu mà lớn hơn thì sẽ có hiện tượng là công suất ngược trả về cho inverter charger, và như vậy là sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ thống. Do đó là con inverter charger phải có công suất lớn và phù hợp với cả cái công suất cực đại của hệ thống biến tần điện mặt trời của Fornius cung cấp. Tuy nhiên thì đối với cả cái công suất DC max lớn nhất của hệ thống PV thì lại hoàn toàn có thể lắp được đến mức lớn nhất theo như là data sheet của biến tần điện mặt trời của Fornius cung cấp. Ví dụ như là có thể quá DC lên 150% cũng không có vấn đề gì, bởi vì chúng ta đã giới hạn ở đầu ra AC của biến tần hóa lưới. Đối với cả Việt Nam thì nhấn mạnh là dùng microgrid setup 50 Hz, không nhầm với cả loại 60 Hz. Dung size điều chỉnh cho phép liên quan đến giới hạn điện áp tầm số, chúng ta cũng có thể thay đổi được những cái thông số này, và chức năng của nó sẽ là tự động giảm công suất khi ắc quy nạp đầy. Ngoài ra thì Fronius sẽ luôn luôn là hỗ trợ bạn trong quá trình lập kế hoạch thiết kế hệ thống, ví dụ như là cùng với các bạn tham vấn về việc lựa chọn đúng các loại biến tần, kết hợp các loại biến tần, ví dụ như kết hợp giữa SIMO hay là với ECO, hay là kết hợp giữa SIMO với các con SIMO với nhau, để làm sao mà chúng ta tối ưu được công suất AC đầu ra lớn nhất nhưng mà không vượt quá cái công suất cực đại của inverter charger, ví dụ như của Victron chẳng hạn, để đảm bảo là biến tần là không bị quá công suất và nhưng mà vẫn đảm bảo đủ để cung cấp cho tải sử dụng. Ở đây thì tôi sẽ tổng kết về cái giải pháp về microgrid solution theo điện độc lập của Fornius như sau. Thứ nhất là biến tần cho dùng cho cái microgrid này thì là tất cả các dòng biến tần hóa lưới của Fornius đều có chức năng microgrid, có nghĩa là cho phép là kết nối để mà lấy điện độc lập. Ở đây các bạn có thể thấy rằng là có hai dòng sản phẩm mới là Fornius Gen 24 Plus ra vào cuối năm ngoái, là chính là loại một loại biến tần hybrid, và dòng thứ hai là dòng Fornius Toro là dòng công suất lớn 50 kW 100 kW thì là ra vào đầu năm nay, cũng tương tự như vậy, hoàn toàn là có chức năng setup có sẵn microgrid 50 Hz phù hợp cho cái việc mà đầu nối hệ thống lưới điện độc lập. Cấu hình microgrid là luôn luôn là có sẵn trong các biến tần hóa lưới của Fornius, tính năng về gọi là mà thay đổi công suất theo tần số luôn có sẵn, cho phép mở rộng dải điện áp và cấu hình đầy đủ. Ở đây vẫn nhấn mạnh nữa một chút về sự khuyến khích biến tần của Fornius, có nghĩa là không chỉ có hãng Victron là một thương hiệu inverter charger nổi tiếng, nhưng ngoài ra còn có một số hãng khác ví dụ như Studer Innotec thì cũng đã vận hành thử nghiệm
đối với cả ví dụ như Studer Extender là đã kết hợp vận hành thử nghiệm đối với cả biến tần hóa lưới của Fonius và hoạt động rất là tốt, có ứng dụng rộng rãi trên thị trường. Thì ở đây như tôi đã trao đổi là khi các bạn tham khảo hệ thống thì chúng tôi luôn hỗ trợ các bạn để lựa chọn các loại biến tần inverter charger phù hợp. Tôi xin giới thiệu một dự án điển hình ở Tây Ban Nha. Ở đây tôi đã quên chưa dịch. Ok. Thì các bạn có thể thấy là sử dụng ở đây là một dự án là 82 kW peak và sử dụng 3 biến tần SIMO 20 kHz. Như vậy ở đây sẽ là một hệ thống là 60 kHz, 60 kW, 60 kW cho 82 kW peak và có dùng 6 con inverter charger quattro để phục vụ cho tải. Ở đây thì là hệ thống pin lưu trữ là pin chỉ là pin chỉ cần dùng pin acquy kín khí thôi, xin lít axit thôi, và là hai hệ thống, mỗi hệ thống là 1550 Ah, và ngoài ra còn có thêm một máy phát 60 kVA để làm nguồn dự phòng. Về các cái thông tin mà mở rộng cần có thêm thì các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy tại website của Fonius, bao gồm có cả các cái phần đào tạo, phần hội thảo trực tuyến, rồi thì các cái video clip về hướng dẫn về cách thức lắp đặt thiết kế. Và ngoài ra thì chúng tôi có một nhóm về là hỗ trợ về kỹ thuật, thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động liên lạc với tôi ở Việt Nam, có số điện thoại và địa chỉ email như là trên màn hình, hoặc là liên lạc với cả các đồng nghiệp của tôi ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, cậu Niran và cậu Ruben thì cũng có tên một số điện thoại trên màn hình. Trân trọng cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi hy vọng là đã mặc dù trình bày ngắn gọn nhưng mà cũng đã mang lại cho các bạn một số các cái ý tưởng cũng như là các cái hiểu biết cơ bản về cái giải pháp của Fonius, và chúng tôi rất là hoan nghênh được trao đổi trực tiếp các bạn đối với cả từng cái dự án đặc thù, và như vậy là chúng ta có thể cùng nhau trao đổi các tài liệu kỹ thuật, các thông số cũng như các phương án thiết kế để mà phù hợp với cả nhu cầu của các bạn. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn các bạn đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay.